Hello, xin chào, bạn đã quay trở lại kênh KTM.com. Trong video này mình sẽ giới thiệu sản phẩm mua theo yêu cầu nhá. Cái dây ngũ sắc để chúng ta tập luyện trong nhà, tập thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe. Ok, đây, bộ dây thể thao thể hình cao cấp, số tiền là 73.000. Giá rẻ đúng không? Nên mua mình sẽ để dưới video. Ok. Đó, hộp khá to, đơn vị vận chuyển là Vietnam Post. Chúng ta sẽ xem sản phẩm này có gì hay. Vì sản phẩm này thì mình cũng tìm hiểu qua rồi, có rất là nhiều kiểu tập, mấy chục kiểu tập luôn. Và chúng ta sẽ có một cái bọc đen, cái túi đen bằng vải dù luôn, vải áo mưa anh em. Đấy, rút lên này và mở ra. Đấy, vải dù này thì yên tâm là sẽ không rách. Wow, ngũ sắc sẽ có ngũ là năm mà, năm màu, vải dù này đựng rất là thích luôn. Vì bạn nào mà không có điều kiện đi tập gym thì có thể tập ở nhà. Cái này cái dây cao su tun co giãn, cao su co giãn thì năm màu này thì... đây chúng ta sẽ có năm cái dây cao su, và cái này là cái bóp tay, cái này là cái để chúng ta cầm móc dây vào để tập kéo ấy. Đó, hai cái nhá. Cái này nó sẽ có cái lớp dính ra rồi để móc, mỗi cái đều có cái móc này để chúng ta móc vào dây. Ở đây thì người ta gọi là cái cục nặng, gọi là cục nặng thôi chứ nó kiểu là nguyên pin nhựa bên trong ấy, mình nghĩ là thế. Thì cái này để chúng ta kẹp vào cửa để tập, thì mình sẽ show cho bạn xem. Đó, cái này thì cũng là để móc vào thôi. Như vậy là có khá là nhiều, thì mình cũng mới chỉ tham khảo mấy kiểu tập thôi. Mình sẽ tập thử cho anh em xem. Hai cái để cầm tay này, để mút rất là êm, móc sướng. Rồi, đây thì cái dây năm màu khác nhau thì cái dây đen này mình nhìn thấy khá là dày này, thì chắc là dây đen này thì trọng lượng độ nặng của nó sẽ nặng hơn những dây còn lại, nó sẽ giảm dần. Đấy, dây vàng này thì rất là nhỏ, anh em sẽ tập những cái bài tập nào mà nhẹ nhàng thì tập những cái dây nhỏ, và nặng thì nó sẽ tăng dần thôi. Vàng này, xong rồi xanh lá cây, xong rồi xanh dương, xong rồi đỏ, xong rồi đen. Đó, ở mỗi cái đầu dây thì sẽ có cái móc như này, khá là chắc đây. Đây là cái móc thì chúng ta sẽ móc vào như này. Rồi thì tập sẽ như nào, chúng ta cùng bắt đầu tập luyện nhé, thể dục thể thao nâng cao sức khỏe này. Rồi ok, đây mình sẽ ghép như này, ghép hai cái móc này vào cái tay cầm nhá. Đó, để chúng ta kéo. Và cái này là cái cục nặng như mình đã nói này, nó là một cái viên bi nhá. Mình nghĩ là một cái viên bi, và sẽ luồn qua cái dây này như này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở cửa ra và kẹp nó vào như này. Đó, rồi rất là chắc luôn. Đó, kéo luôn. Có rất là nhiều kiểu tập. Thế là mình tập không chính xác thôi nhá, mình chỉ làm demo thôi. Anh em lên YouTube xem mấy cái hướng dẫn chi tiết cách tập thì mình chỉ ví dụ thôi, tại vì vừa quay vừa tập hơi khó. Đó, đó là một kiểu tập. Kiểu tập thứ hai, mình sẽ để chân đè lên dây như này, và chúng ta sẽ kéo lên. Thank you.
rồi thì nó có hàng trăm kiểu tập, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên YouTube nhé. Các bạn chỉ cần search là dây tập gym ngũ sắc là ra hàng trăm kiểu cho anh em tập luyện hàng ngày. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Rồi, như vậy là video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm bộ dụng cụ tập gym tại nhà dây ngũ sắc, rất là đa dạng, nhiều bài tập. Anh em có thể tìm hiểu thêm ở trên các kênh YouTube, link mua mình sẽ để dưới video. Các bạn thấy video hay like, share, subscribe kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới, mình sẽ giải đáp. Các bạn mình link sản phẩm nào comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Bye bye. Rồi mình đi tập tiếp nhá. Bye bye anh em.